Còn Di Minh mến chào quý cô chú chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Di Minh nha. Thì hiện tại giờ Di Minh đang có mặt ở tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý của chúng chị. Hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2024, năm Giáp Thìn rồi quý cô chú anh chị ơi. Thì sáng nay là Di Minh cũng có mua là chả đường nè, bắp nè. Thì hôm trước thì cô Ngọc quý cô chú anh chị gửi 500.000 cho Di Minh, thì Di Minh mua đặt một mâm cơm chay hết là 200 mấy đó, quý cô chú chị gần 300, thì còn là 200 đó, quý cô chú chị. Di Minh mua ẩm gài, nước uống, cô kêu Di Minh mua nước mỗi ngày cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cúng cho cô chú ha. Thì Di Minh cũng mua ẩm gài cũng trước khi đi miền Trung thì Di Minh nó cúng một ngày, sau khi về miền Trung từ miền Trung với từ miền Tây về thì Di Minh cũng cúng từ bữa hổm giờ thì cũng từ bữa 19-20, bữa nay là 27 rồi quý cô chú chị, hơn một tuần lễ rồi. Thì mình cũng rất là cảm ơn cô Ngọc ha, đã nhờ Di Minh cúng cho chú ha. Chà đường, chà lê, chà tắc, quý chú chị. Chà đường, còn đây là một trái bắp ha, quý cô chú chị. Trái bắp buổi sáng để Di Minh để cái ấy sáng nay là. Sáng nay là sư cô đến theo quý cô chú chị. Sư cô nói đến sớm cho nên là Di Minh hôm nay tranh thủ đến sớm. Mình ăn bắp rồi, mình khoái nhất là bắp non. Dạ, hello chị. Chào chị nha. Cả hai chị tới sớm hả? Cũng cái yêu của chị đi. Bữa nay kêu rồi bỏ rực à. Quý cô chú anh chị,
Sáng nay thì chú ơi cúng gì cho hả chị? Chú ơi cúng gì cho hả Ngọc đâu? Sáng nay chưa cũng gì hết quý anh chị, có gì mình cũng một ly trà đường nè, trà tắc với bắp ha. Rồi tới chị đó nghe nói rồi, chờ chú chờ gì mình tới cúng cho chú, bữa nào gì mình cũng cúng mà. Chú chờ chờ hả? Sợ em không tới sao? Trời ơi, nãy giờ tắt lúc nào vậy? Tắt lúc mình vừa qua la mộ rồi tắt luôn. Vừa qua la mộ đó đó hả? Thì nãy giờ mình la mộ qua là la mộ không không. À, không có quay luôn, cãi có gì đâu, mình lau. Không quay cũng đâu sao, mình lau rồi thôi. Lau nãy giờ quý cô chú anh chị mà máy không quay luôn, bó tay luôn. Tự nhiên tắt không hay luôn. Chắc là em đụng vô quá. Em đụng vô lúc mà em kéo lên đó. Lúc em bây giờ chị coi mà. Gì hả? Ừ, chị coi xong xuôi chị mới đi lau qua bên kia đó. Mà sao tắt không cái hay luôn. Chị hôm qua cũng vậy, nó rất nhiều á. Lao được tự nhiên tắt luôn. 15 giây tự nhiên tắt em ngu luôn, không hay. Rồi. Nãy giờ à, mình bây giờ nè, bây giờ chứ ông tính của mình chú Vinh nè, cảm ơn con Ngọc sao. Cảm ơn con Ngọc sao đâu, hôm qua chú dạy rồi. Hôm qua cảm ơn sao, bên tay lên sao. Đó, quý cô chú anh chị. Sáng nay là lao dọn rồi đó, quý cô chú anh chị lao mộ hết rồi. Vì Minh với chị Bích với chị Hương. Đó mà lao nãy giờ là quên quay luôn, không phải quay mà tự nhiên máy tắt luôn, không biết sáng nay có cái gì không biết nữa, tự nhiên máy tắt là không hay luôn, quay được 5 phút mấy cái máy tắt, tự nhiên tắt mà sáng mà máy mắc mát rượi mà xương không mắc rượi đâu có tắt, tự nhiên tắt hồi nãy này nhớ đâu đụng, tại thường thường có cái cây là không có đụng trên điện thoại, thường thường có cái cặm cây là không giờ đụng trên điện thoại. Tại vì mình cầm với cây không mà mình đâu có đụng lên đây làm gì, đúng không? Mà sao tắt mới nữa. Nhiều cái ngộ ngộ quá. Không biết gì. Cái này là cũng bắp cho chú ha. Với một ly đi trà đường tắt. À, vì mình cũng rất là cảm ơn cô Ngọc ha. Cô Ngọc cô gỡ đợt đó tới giờ luôn mà còn luôn á. Em cúng từ bữa mà đi miền Tây về tới giờ. Cho nên về tới giờ luôn. Hôm nay là 18 ngày rồi. 8 ngày cũng cũng gần rồi, gần hết rồi. Đó, tại vì hổm còn có 109 rồi. Đó. Chiều một anh em mình đào đất này ra coi như mình coi coi nó bị một là nước, hai là nó bị cái khô đất hay là bị ướt. Nó mình hết luôn. Này hả? Ừ. Cái con đó thì cái mình rửa lại. Bị nước chứ vậy, bị động nước á. Một bị động, hai là bị khô. Này anh giờ mà nước ở đây dữ lắm á. Chứ sao nên nó vàng, cái này nó bị vàng. Động nước á. Động mà. Cây này chiều nay rủ đông đông vô làm cho mau. Đó, quý chú anh chị. Buổi sáng nay thì chưa ai đến cúng hết quý chú anh chị, coi như mình Minh đến. Còn mấy anh em đang còn hai chồng con Tí nè, còn Hải nè, còn một số anh em nữa sẽ đến cúng sau ha quý cô chú anh chị. Cái cây này thì nó vàng, nó ngà, nó vàng rồi quý cô chú anh chị. Nhưng mình nghĩ là nó bị ôi nước á, bị ôi nước. Không biết có đúng hay không. Ông bà con cô bác thì trưa nay thì với mình cũng xin chiều mấy anh em chắc phải coi lại quá. Cái cây bên đây người ta ra hoa nè, nhóc chân lên nè. Đó, quý cô chú anh chị. Mộ của chú à. Khi mà đưa lên cao nhìn thấy đẹp lắm quý cô chú anh chị. Ủa, hôm qua cũng rất là cảm ơn ha. Ủa anh, cái hai cái này mình không đưa lên hả? Đấy là mình có bông mình mới đưa lên hả? Ừ, cố bông mình rỡ lên ha. Hai cái này là ngộ ngộ quá ha. Em nói là bình này là bình cổ á. Hello Min. À, hai cái bình này giống như cái bình cổ quá ha anh.
À xứ cười quá. À. Rồi vô cúng cơm nè. À, thì mình cũng thắp hương xung quanh, lao dọn mộ xong mũi anh chị nãy giờ bỏ một phút không quay luôn. Trời ơi thiệt tình luôn. Cảm biết nha, 2, 4, 6, 5, 8, 9, 10, 12, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mình lao dọn xong rồi ha, giờ bị thắp hương xung quanh nữa ha quý vị. Vậy hello anh Bin nha, anh Bin này quay con bay hả? Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hải cúng hả? Mình đi hấp ở hồi xung quanh ha. Mình nghĩ rằng là tới mùng 2, Nam mô mùng 2 thì chị Hồng Loan lên về Úc, Nam mô để là biểu diễn cùng với các nghệ sĩ, các nghệ sĩ lớn với chương trình. Nam mô thì không biết cái đợt này chị có còn gung hay không với chương trình, chứ đợt trước là chị rất là gung luôn. Nam mô giống như là đi lên hát giao lưu mà kiểu như quá trời đông bà con cô bác rồi đó, cho nên Nam mô không kìm lại cảm xúc với chương trình. Một thấy bà con cô bác đông quá ủng hộ cho nên là cũng rất là xúc động luôn. Nam mô thôi. Thì hôm qua là Duy Minh cũng cầu nguyện cho chị Hồng Loan rồi đó, để đi chuyến này thì được Nam mô A Di Đà Phật, được là bà con cô bác ủng hộ, và đặc biệt cái là cho chị là giữ niềm tin đừng có rung. Nam mô Phật, để là biểu diễn ca khúc cho hay hơn quý chương trình. Thì đợt này đi qua bên Úc thì có rất là nhiều nghệ sĩ luôn đó, mà phải nói là nghệ sĩ ưu tú Vũ Lưng nè, rồi cô Thọ Mỹ nè, Nam mô Phật, rồi chị Hồng Loan, rồi anh Sang, rồi Nam mô. Nói chung là tất cả những cái người mà hay đến đây và đến mộ của chú á, là những người em, người con cháu của chú Vũ Linh. Chuyến này là đi về bên Úc biểu diễn hết quý của chú chị, và nó là một cái live show rất là lớn luôn đó. Vì mình hy vọng rằng Nam mô A Di Đà Phật, hy vọng rằng là chú sẽ độ cho là chị Hồng Loan ha. Nam mô A Di Đà Phật, là được là vững niềm tin để là hát cho bà con cô bác nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Mà Duy Minh cũng là tin rằng chú sẽ là hộ theo người theo chị Hồng Loan. Nam mô A Di Đà Phật, đậu cho chị để cho chị là không có còn gung, và được bà con cô bác yêu quý và ủng hộ. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, đây là một cái điều mà Duy Minh
cầu nguyện. Mà nói chung á là chị lên chị hát cũng không sao, tại đó là cái nam mô và cái đó là cái sự tự nhiên của một cái gọi là một người con của một nghệ sĩ mà không có mới biết hát. Quý chú vị, nam mô A Di Đà Phật. Giống như là giao lưu với khán giả, quý cô chú vị đáp lại tấm chân tình của khán giả, cho nên là đến là giao lưu, cho dù hát một ca khúc như thế nào đi nữa thì bà con của bác là vẫn chấp nhận. Nam mô A Di Đà Phật, vẫn là thương chị quý cô chú vị. Đợt rồi thì bà con của bác thấy không, nam mô A Di Đà Phật, là chị hát là chị xúc động mà chị khóc luôn. Đó, quý vị, chị nhớ ba mồi và... Hy vọng đợt này chị sẽ có niềm tin hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Và giao lưu qua một điều nữa, Di Minh cũng là nam mô A Di Đà Phật. Mong rằng bà con cô bác ở Việt Kiều hải ngoại nè, ở bên Úc cũng là ủng hộ chị ha, giúp cho chị có niềm tin. Đó, nam mô A Di Đà Phật. Đây, chị biểu diễn thực hay hơn để cho bà con cô bác thưởng thức. Nói chung cái gì cũng con của nghệ sĩ tuy không có theo ngài nhưng mà cũng phải có một cái máu gọi là máu nghệ sĩ quý chúng chị. Chị Hồng Loan thì Di Minh không biết chứ Di Minh thấy là bé Bun á, nam mô A Di Đà Phật. Bé Bun là có tố chất của là ông ngoại lắm quý anh chị, nghệ sĩ lắm á, bé Bun đó quý anh chị. Nếu mà sau này mà chị Hồng Loan mà cho bé Bun đi theo nghệ thuật, theo đuổi theo nghề của ông ngoại là Di Minh nghĩ rằng là sẽ thành công á, nam mô A Di Đà Phật. Tại bà con cô bác thấy không, bây giờ mà bé Bun mới có mấy tuổi à, mà bà con bác thấy có tố chất nghệ sĩ không, rất là dạng dĩnh luôn và rất là dễ thương, đẹp trai nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Thì bà con cô bác nghĩ rằng sẽ như thế nào ha. Đợt này là phải nói là đi ra qua bên Úc biểu diễn thì một cái la show lớn quý cô chú chị, mình nghĩ rằng sẽ rất là hoành tráng luôn ha. Nam mô A Di Đà Phật. Chú Nguyễn Văn Tý ha. Trước là Di Minh quên đó. Chú nhạc sĩ Văn Tý là ông của mà ca sĩ gì à? Ca sĩ gì nè? Gì à? Diệu Ni đó quý anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Có một cái ca sĩ phải nói là rất là lớn luôn. Đây hiện tại giờ thì bên trong đây đang làm để cúng cho chú buổi sáng luôn ha. Anh lỡ mắm đây. Không có được gì, lỡ mắm không được hả? Không, mắm mười mắm anh chịu không được. Em kết thúc video này để quay thêm một cái video sau ha. Để em kết thúc video này rồi đó. Đó quý cô chú anh chị. Thì hiện tại giờ để Di Minh vô trong đây thì quay lại một cái hình ảnh mộ của chú cái nữa rồi sẽ kết thúc video này và tiếp tục sẽ chia sẻ tiếp video cho bà con cô bác xem ha. Bây giờ bà con cô bác xem video, nếu thấy video có ý nghĩa thì đừng quên nhấn like, đăng ký ủng hộ kênh Di Minh nha. Di Minh chân thành cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều. Chúc cho bà con cô bác trong ngoài nước thật là nhiều sức khỏe ha. Bây giờ Di Minh xin chào, hẹn bà con ở một video tiếp theo ạ.